Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại khóa học chúng ta. Trong video này thì chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập một cái số cái vòng hòa âm. Thì mình sẽ không nói vòng hòa âm gì ở đây đâu. Mình sẽ làm một cái file tài liệu và đính những cái vòng hòa âm đó vào trong. Thì công việc của các bạn là đơn giản thôi. Các bạn hãy sở nó ra, luyện tập cái vòng những vòng hòa âm đó, cứ luyện đi luyện lại cho mình một thời gian, để cho cái khả năng cảm nhận âm nhạc của mình nó tăng lên từ các vòng hòa âm đó. Thì kết hợp với cả cái việc mà chúng ta có được những kiến thức ở những cái video trên rồi, thì chúng ta sẽ linh hoạt hơn, tai chúng ta sẽ làm việc tốt hơn, càng ngày nó sẽ bồi lên. Bởi vì cái âm nhạc ấy nó không dễ để có thể hình thành cảm nhận trong lỗ tai của bạn trong một ngày, hai ngày. Các bạn cần phải làm nó thường xuyên theo một cái quãng thời gian nhất định, và cứ mỗi một ngày khi chúng ta nghe dần, tai nó tinh dần, đầu tiên là gần như là chúng ta không cảm nhận được âm nhạc, xong rồi dần dần chúng ta nghe này, đoạn này màu này là tăng lên này, màu này là giảm xuống này, màu này hút về này, chuẩn bị đi về này, rồi chuẩn bị đi xa này, tất cả những cái đó nó sẽ hình thành lên trong cái lỗ tai của bạn nếu như bạn thường xuyên tập luyện và thêm những cái vòng hòa thanh vào nữa, để các bạn có thể phát triển hơn. Những cái vòng hòa thanh này thì trên thế giới họ đã ứng dụng rất là nhiều bài hát và nó đã được kiểm chứng rồi. Cho nên là khi mà những cái vòng hòa thanh các bạn dùng thì bao giờ nó cũng tạo ra sự chuyển động. Chính cái sự chuyển động này nó tạo ra hòa âm. Thì chúng ta xuyên suốt quá trình chúng ta nói chuyện với nhau rồi. Hòa âm là gì? Là gì? Không phải là một hòa âm chúng ta dùng đặt vào đây, đầu âm chỗ này đặt vào đây, mà nó là gì? Là một tiến trình. Mà chúng ta hiểu từ tiến trình là gì rồi đúng không ạ? Nó đi từ cái này, đi từ cái kia. Cho nên là tại sao chúng ta phải luôn luôn tạo ra sự dịch chuyển của âm thanh là vì thế. Nếu như không dịch chuyển âm thanh cũng có nghĩa là gì? Chúng ta không làm cho cái tai của chúng ta bị hút. Có những cái bài hát mà khi các bạn nghe vào nó cuốn vô cùng luôn. Bởi vì sao? Nó dịch chuyển âm thanh, nó màu sắc nó liên tục thay đổi, các bạn mới bị cuốn. Chứ còn nếu mà một hợp âm cứ chơi mãi chơi dài ấy, thì nó sẽ không tạo ra được hiệu ứng gì, dẫn đến cái tai của các bạn nó không thích, nó không ưa. Các bạn hình dung chưa? Cho nên là các bạn sẽ luyện tập những cái vòng hòa thanh này để chúng ta có thể là gì, nâng thêm cái cảm nhận về tai của chúng ta, để chúng ta có thể phát triển hơn nữa. Và các bạn cứ luyện đi. Khi mình nói những cái gì ở trong cái bài giảng này thì đều trong cái khóa học này thì nó đều có ý nghĩa riêng của nó. Và sau này thì chúng ta còn phải học cách để thoát ra khỏi những thứ đó. Đầu tiên chúng ta phải nhảy vào để trải nghiệm, xong rồi trải nghiệm xong rồi hình thành rồi, chúng ta lại thoát nó đi để mình trở thành một cái bản sắc riêng của mình. Bởi vì làm gì làm, các bạn, chúng ta là nguyên tắc cho cuộc đời là gì? Cứ hòa nhập đi, nhưng đừng hòa tan. Bởi vì hòa tan là không còn làm cái gì của mình nữa. Sau này các bạn sẽ thấy rằng mỗi một người sẽ chơi nhạc theo một kiểu khác nhau, vẫn là những hiệu âm như vậy thôi, trong cái phạm trù gia vị như vậy, nhưng người này thích cái này, người này thích cái kia, người thích ăn ớt, người thì thích ăn hạt tiêu, người thích ăn giấm, người thích ăn tỏi. Đấy, các bạn cứ tưởng tượng là nếu như cái 7 cái hiệu âm đó là gì, giấm, ớt, tỏi, chanh, muối, đường, thì các bạn có nhiều người thích ăn cái này, nhiều người thích ăn cái kia. Thì sau này chỉ có khi nào các bạn lên một cái tầm mới, các bạn luyện nhiều thì bạn vượt ra khỏi cái vùng đấy, thì tự nhiên các bạn sẽ có những bản sắc riêng. Và cái video ngắn này mình xin được kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye.